Xin chào, Minh Sùng xin được chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Sàn đấu ngôi sao. Và ngày hôm nay lại là một cuộc đấu mới dành cho 4 nghệ sĩ chia làm 2 đội chơi mới. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về âm nhạc đến từ nhiều thời kỳ hoàn toàn khác nhau. Và đặc biệt chúng tôi cũng sẽ có những màn đấu vô cùng hấp dẫn, những màn đặt cược kịch tính ở vòng cuối cùng, đó chính là vòng 3 của chương trình. Và ngày hôm nay hai đội chơi đã sẵn sàng tư thế bên trong rồi, hãy cùng Minh Sùng gặp gỡ với họ nhé. Xin được giới thiệu cặp đôi đầu tiên, đó chính là nghệ sĩ Điền Trung cùng với nghệ sĩ Thanh Thảo. Dạ, hôm nay bên cánh phải của tôi là hai nghệ sĩ cải lương rất nổi tiếng, ca rất là hay rồi. Vậy thì đối đầu với họ luôn, mời ra đây để tiếp chuyện ngay lập tức cho nó máu. Quý vị thân mến, xin được giới thiệu nghệ sĩ Diễm Kiều cùng với nghệ sĩ Hoàng Hải. Hey. Bây giờ mình phải giới thiệu đến với tất cả quý vị khán giả về cái cá tính của mình, về cái sở trường của mình, làm sao cho đối thủ mình sợ chơi, đúng chưa? Dạ, em là Lê Thanh Thảo, còn đây là... Chưa ăn lắm, chưa ăn ý lắm. Ăn ý quá, không, cái này gọi là ăn ý lắm luôn. Yeah. Em là cùng chung đoàn 1, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Dạ. Và khi Hoàng Hải là đoàn 2. Đã giới thiệu rồi, phải để cho bên này giới thiệu một tiếng chứ. Rồi, mời. Kính thưa quý vị khán giả. Đang xuống đài. Tôi, Hoàng Hải, cùng đây. Ví dụ người ta là Diễm Kiều đúng không? Tại vì cái Diễm Kiều sai phép luôn. Đã người ta sai rồi thì thôi anh cùng móc môi lại. Rồi. Tại vì tôi rất là công bằng, tôi rõ ràng lắm. Diễm Kiều. Không, vậy làm lại đi. Đúng rồi, lại đi. Đây, tôi Hoàng Hải nè. Tôi Hoàng Hải. Dạ, tôi. Hơi lãng à. Thôi dạ, giới thiệu em là Diễm Kiều. Dạ, vậy thôi. Bây giờ mình nghĩ ra cái tên cho đội của mình đi. Em tên Tí Tèo. Tí Tèo. Tí Tèo. Dạ. Nghe dễ thương ha. Nghe giống như là hay cưng hỏng mới dám mà mình thắng luôn á. Dạ. Thôi bây giờ Tí Tèo luôn đi cho nó dễ thương. Không, Tí Tèo. Rồi được rồi, đội mình là mình thích đội Tí Tèo đúng chưa? Dạ đúng rồi. Nhưng MC thích đọc Tí Tèo. Dạ vâng. Rồi, chốt đơn. Chốt đơn. Nhà mình sao à? Tưng tẩn. Tưng tẩn. Ủa vậy luôn hả? Ủa liên quan quá rồi. Anh? Sao em nghe hai cái tên này em thấy thua đều vậy trời. Bên Tí Tẹo là thấy không có nhiều điểm rồi. Bên Tưng tẩn không biết lấy được điểm không nữa. Sao sao? Cũng sai sai. Nhưng từ sai trở thành đúng. À, bước vô vị trí rồi. Biết đâu nó có cái tinh thần hơn để mình chơi. Mời hai đội về vị trí của mình. Vòng 1, nhanh tay lẹ mắt. Chân dung của một nghệ sĩ sẽ được ẩn sau 6 mảnh ghép. Có 6 cơ hội gợi ý dành cho hai đội. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được cộng 10 điểm và lật một mảnh ghép. Sau khi các mảnh ghép được mở, đội nào trả lời đúng chân dung của nghệ sĩ bí ẩn sẽ được cộng 50 điểm. Và tất cả số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa được mở, trả lời sai bị trừ 50 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao. Và chủ đề của tuần này với tên gọi là Đất Phương Nam. Nghe cái chủ đề này mọi người có thể cất cao giọng ca thánh thoát của mình về cái bài hát Đất Phương Nam này được không ạ? Nhân ai đi về tùm chách chùm chách chùm chách chùm miền Đất Phương Nam. Và... ngàn năm đi mở đất. Câu cuối
sàn đấu ngôi sao tự thôi nghỉ nghỉ bỏ bỏ xin lỗi dạ vâng, cái khúc quà rất hay rồi. Dạ xin lỗi. Sàn đấu ngôi sao tuần này có vẻ rất là ấn tượng và thú vị với hai đội chơi rồi, nhưng mà Minh Dù bật mí cái chủ đề để làm gì, để chúng ta có thể gói nhẹ lại những cái bài hát nào liên quan tới đất phương Nam. Vòng đầu tiên nhanh tay lẹ mắt, luật chơi vô cùng đơn giản, chỉ cần hai đội chơi làm sao trong quá trình lật mở những mảnh ghép gợi ý của chương trình trả lời cho Minh Dù biết nghệ sĩ ẩn danh là ai. Nếu đúng sẽ có 50 điểm, nếu sai sẽ bị trừ 50 điểm. Sau cái khẩu lệnh là hết thì hai đội chơi sẽ nhấn chuông. Rồi, gợi ý đầu tiên sẽ là một món quà cực kỳ kinh khủng khiếp, giá trị kinh khủng khiếp dành cho hai đội chơi, sẽ đoán được ngay cái nghệ sĩ ẩn danh là ai. Xin mời. Tuyệt vời. Rất hay. Rất dễ nha. Mọi người đoán được chưa? Cái gì mới làm lẽ dữ vậy? Hãy đoán. Em đoán được nhưng để cho gây phần kịch tính cho chương trình, em muốn trả lời các câu hỏi. Chính xác. Dạ. Tôi thích cái tinh thần này. Dạ. Bây giờ sẽ là 6 phần ghép của chương trình. Xin mời. Nhớ nha, sau khẩu lệnh hết là chúng ta sẽ nhấn chuông liền. Dạ rồi. Hết rồi. Không hiểu luôn á. Tưng Tửng ơi, mình phải nghe thật kỹ. Sao đổi cho mình chọn ô nào? Dạ số 5. Số 5 hả? Dạ. Ok. Câu hỏi ở ô số 5 như sau. Trong bài hát Hành trình trên đất Phù Sa, cuộc hành trình đó bắt đầu từ địa danh nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. Đúng được 10 điểm, ráng lên. A. Gò Công, B. Long An, C. Mỹ Tho. 15 giây, bắt đầu. Đâu biết đâu. Dạ, tập thêm phần kịch tính cho cái cuộc chơi này thì thật ra câu này rất dễ và là cái gì? Rất dễ. Long An. Chốt dạ. Chưa? 15 giây vẫn còn. 5 giây. Mai ước chân trong bình minh trắng. 3. Kiểu đó muộn ca. Dạ đúng rồi, chốt. 1. Chốt. Đó là Long An. Mọc quá. Mới mọc quá. Trong đây có Gò Công, Long An và Mỹ Tho. Các bạn lựa chọn Long An. Lại chứ Long mọc An quá đó. Không có. Dạ. Long An là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Mở. Hay lắm. Ok. Em đoán được. Đó là em đoán được rồi, chút xíu em trả lời cho. Dạ, hợp lý luôn. Bây giờ tới một cái lượt nữa. Cái lượt này là công bằng. Đúng rồi. Hiểu không? Bây giờ trả lời được 10 điểm rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn có quyền mình cướp cái lượt này hết. Chúc mừng. Bấm mà không kêu luôn. Trời ơi. Mình là bắt đầu bước vào cuộc chơi rồi đó. Bây giờ mình chọn con số nè. Bây giờ là Điền Trung sẽ là đón thẳng luôn cái hình luôn nè. Anh ơi, mình chưa có điểm. Anh ơi, bình tĩnh, từ từ. Tại bây giờ nó là tại vì cái chưa có điểm cho nên anh mới đón từng cái đó. Em mời anh đoán. Chứ là anh đón hết luôn đó. Em mời anh đoán. Bình tĩnh đi anh, từ từ anh ơi. Cái số 6 á, đón hết cái số 6 á. Tức ghê nơi á. Dạ, đoán ô số 6 quý vị, chứ không phải đoán cái hình nền ca sĩ là ai nha. Ô số 6 của chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Có một địa danh ở tỉnh Đồng Tháp được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng ví như người yêu trong một bài hát rất nổi tiếng của ông. Đó là địa danh nào? A. Cao Lãnh, B. Thanh Bình và C. Hồng Ngự. Câu Hồng Ngự. Anh nhớ mang máng là Hồng Ngự á. 3, 2, 1. Dạ Hồng Ngự. Hồng Ngự. Chốt đáp án. Đây là một đáp án không không chính xác. Hồng này có mang lại 10 điểm cho Hồng kia không? Dạ, yeah, đáp án chính xác của chương trình đó chính là Hồng Ngự. Có người yêu mang tên Hồng Ngự. Giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ. 10 điểm hoàn toàn hợp lý dành cho đội Tương Tưởng. Và chúng ta sẽ có cơ hội mở ô số 6. Xin mời. Mình dự đoán đây là khúc nào ạ? Mọi thứ đã được dần dần lộ diện ra và em đã đoán được chính xác gần như là
chưa có phần trăm nào hết. Chưa có phần trăm nào hết. Hải ơi, em cần phải đoán Hải lượt của người ta nha Hải nha. Dạ. Đội nhà mình đã có muốn trả lời nghệ sĩ ấn danh like luôn chưa hay là mình mở tiếp? Thực ra đó là chúng biết rồi. Hay quá. Ừ. Dạ. Nhưng mà thôi để chơi đi cho kịch tính. Chơi tiếp ha. Kịch tính ha. Rồi hai đội chuẩn bị sẵn sàng, mình giành lượt tiếp ha. Hết. Đó. Tí Tẹo sẽ bắt đầu chọn con số nha. Thật sự chọn là ô số 1 ạ. Số 1 nha. Biết đâu là khuôn mặt thì sao? Dạ đúng. Hoặc rồi. Hoặc là nửa khuôn mặt mình dễ đoán hơn. Câu hỏi đằng sau ô số 1. Xin mời đội Tí Tẹo xem một đoạn video clip. Ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửu long giang, mênh mông rừng tràm bạc ngàn dừa xanh. Bài hát Đất Phương Nam do nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang sáng tác cho bộ phim Đất Phương Nam. Bộ phim này được dựa trên tác phẩm của nhà văn nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A. Đoàn Giỏi. B. Võ Quảng. C. Nguyễn Quang Sáng. 15 giây bắt đầu. Khó nha. Thật ra sao có thử mình biết thì Nguyễn Quang Sáng thì không có biết cái này đâu. Đoàn Giỏi hả? Đáp án Đoàn Giỏi là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng các bạn. 10 điểm nữa. Hiện nay là có 20 điểm. Em thật là giỏi. Chúng ta sẽ mở ô số 1. Đó. Ôi. Hải ơi. Thời tới rồi Kiều ơi. Cảm nổi anh. Cảm nổi rồi, đoán đi. Phụ nữ thì em đoán được nữ nghệ sĩ này. Nữ nghệ sĩ này là em biết chắc luôn. Nếu đúng nha, mình được 50 điểm và kèm theo đó là 3 ô còn lại chưa mở đúng không? Mình có cộng thêm 30 điểm nữa là 80 điểm, cộng với 20 điểm lên 100 điểm luôn. Dừng vòng 1, khỏi chơi nữa. Dạ em không muốn dừng, em muốn chơi tiếp. Em muốn chơi tiếp. Không đoán nữa phải không? Dạ đoán được. Đoán được, nhưng không đoán. Để chơi tiếp. Hết. Thôi. Tôi ghét. Đôi khi hãy cứ nhìn vào MC. Đó là chúng ta sẽ có điểm thôi. Số 3 nhí nhảnh quá kìa. Nhí nhảnh hồn nhiên ở số 3 đó. Số 3 nha. Đằng sau ô số 3 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Bài hát Sóc Sài Bay Sóc Trăng được một nhạc sĩ nổi tiếng viết để ca ngợi quê hương của mình là tỉnh Sóc Trăng, đó là nhạc sĩ nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. A. Hàng Châu. B. Thanh Sơn. C. Bắc Sơn. Thật sự nếu bài hát nói về Sóc Trăng thì em nghĩ nó người mà bị bắt, người ta sẽ thích không, viết về đúng, miền đúng Nam nha. Đúng. Người ta sẽ là Bắc Sơn. Bởi vì người ta ngoài Bắc người ta hay rồi, nghĩ viết vậy. Rồi bây giờ thì Trung sẽ theo ý của Hoàng Hà, Hoàng Hải là thì Trung sẽ chọn là Thanh Sơn. Chọn là Thanh Sơn. Chúng ta chốt đáp án là Thanh Sơn. Thanh Sơn. Và đáp án của chương trình đó chính là Sơn, có một chữ Sơn. Đúng rồi. Đông Đại Hải đúng rồi. Thanh hay là Bắc? Chúc mừng chính xác Thanh Sơn. Thấy chưa, đội bạn nó ghê chưa? Bởi bé này mở ô số 3. Quá rồi. Rồi, chúng ta đã có 20 điểm. Không biết là đội nhà mình có muốn dự đoán nghệ sĩ ấn danh không ạ? Không. Dạ không, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục thôi. Thôi, cuộc đời mà. Đôi khi là chúng ta còn lại 2 ô. Bây giờ ở số 2, ở số 4, đúng không? Mà ô số 2 được mở ra mà ô số 4 mà không ai mở ra thì hết vậy thôi. Đấy, chị, chúc mừng. Ờ, đó, vậy đó. Hồi nãy anh vậy đó, giờ anh vậy đó. Số 4 nha. Đằng sau ô số 4, câu hỏi như sau. Trong những câu đầu tiên của ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ của nhạc sĩ Tiến Luân thì có một hình ảnh một đàn con gì đó đứng bơ vơ nhìn trời xanh. Có 3 gợi ý. A. Đàn gà. B. Đàn cò. C. Đàn vịt. 15 giây bắt đầu. Đàn gà con. Anh dự đoán dựa trên điều gì? Ở đây trực giác. Trực giác. Chị Thảo, chị có biết bài này không? Bài này biết. Chị biết. Mà chị đang quên. Không phải, chị đang dò câu hát. Đã trả lời mục tiêu rồi. Nhưng hết thời gian rồi. Hết rồi, thời gian rồi. Nè, nó phải là như vậy. Nhưng đàn vịt gà con. Dịt con mới ngon nhìn trời mưa. Cái đàn dịch lại là em đúng rồi, anh lại sai nữa. Hai được rồi. Hải tức. Không, em không có gì phải tức. Người ví dụ như em trả lời đàn dịch thì dạ, em sai một lần thì không nói. Mà em còn ngước nhìn trời cao nữa là không sai thêm lần nhìn. Hai.
dòng sông trời nước nhìn trời xanh mới đúng nha nha. Đáp án đàn gà là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Ủa chơi chơi đúng hoài chơi chị. Bây giờ em nói không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ anh về quê em khắp nơi như là biển khơi gặp đời mái tranh ngôi lớn những ngọn chiều dâng những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời hoàn toàn chính xác, có thêm 10 điểm nữa và chúng ta sẽ mở ô số 4. Trời, cái đôi tay này. Đây, cái tay. Ai? Ai là người hay làm cái tay này? Những câu hỏi mà chương trình đặt ra là có gợi ý cho đáp án luôn. Hãy nhớ lại thật kỹ xem đội mình đoán được không? Không có đáp án. Hết. Mời anh Lương bấm thuộc về đội mình nha. Mình mở ô số 6 xong, cái đáp án này là mình có thêm gợi ý nữa rồi. Xin mời câu hỏi nằm đằng sau mảnh ghép cuối cùng ngày hôm nay. Trong bài hát Bông Điên Điển của nhạc sĩ Hà Phương, khi bông điên điển nở khiến cho lòng của cô gái như thế nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A. Nhớ thương. B. Mến thương. C. Vấn vương. 15 giây bắt đầu. Được rồi, vấn vương. Đáp án của mình là? Vấn vương. Vấn vương. Mình chắc chắn không ạ? Chắc chắn. Chốt đơn. Chốt đơn. Và đáp án của chương trình đó chính là Vấn Vương. Chúc mừng. Dưới màu điên điên say mê vàng trong ánh mắt vô về gót chân rất thương tình nghĩa vợ chồng nên bông mà điên điên nở cho lòng vấn vương tình thương em khó mà. Mười điểm nữa cho đội tương tự, hiện nay đang có 40 điểm và ô số 2 mở. Ôi trời, hình ảnh dễ đón quá. Sao khó quá vậy? Bây giờ nha, Minh Xuân nghĩ là 6 cái mảnh ghép này nó chỉ gợi ý một phần về mặt hình ảnh biểu diễn trên sân khấu thôi. Nhưng mà những cái từ khóa mà nãy giờ mình đã trả lời đó, nó sẽ gợi ý cho nghệ sĩ ân danh này nha. Có bông điên điển mới vừa hát xong ha. Có quê em mùa nước lũ nha. Rồi có nhạc sĩ Thanh Sơn ha. Nếu không có đáp án, con số 40 này quay về không. Và chúng ta có quyền trả lời Phi Nhung. Phi Nhung. Bông điên điển chị Phi Nhung cũng có hát luôn. Đúng, sẽ được 50 điểm. Kết thúc vòng này, tie sẽ bị về không. Và đáp án Phi Nhung, nghệ sĩ ẩn danh của chương trình tuần này là một đáp án. Hôm nay mặc cái đồ này búa cái này không ngon lắm. Nguy hiểm quá. Đây là một đáp án. Không chính xác. Còn đội nhà mình có muốn trả lời không? Dạ đúng luôn. Đây vừa là ca sĩ vừa là doanh nhân luôn. Dạ em đón là chị Đông Đào, ca sĩ Đông Đào. Dạ em xin phép được chốt. Nếu đúng sẽ có 50 điểm và chiến thắng tuyệt đối ở trong vòng này, bên đây không điểm. Nếu sai sẽ ngang bằng tỷ số bắt đầu từ con số 0. Em đã chấp nhận mà. Đúng dạ. Rồi chúng ta một là tay trắng thôi. Dạ. Và cuộc đấu ngày hôm nay rất là kịch tính, hai đội chơi khá là ngang tài ngang sức với số điểm là 0 và 20. Đáp án của chương trình ca sĩ Tống Đào hết hồn tưởng đúng chọn là một đáp án chính xác. Chính xác không chị Tảo? Đã đi qua bản chơi luôn đi, qua bản đứng luôn đi, mình đã ở đây mà anh sẽ cắm chọi với con ba được mà. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Cứ mỗi tuần á, với một chủ đề á, và đặc biệt là một cái hình ảnh nghệ sĩ ấn danh á, nó làm cho Minh Dụ rất là xúc động á. Mình được nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức của mình về âm nhạc và đặc biệt là những nghệ sĩ này. Và nghệ sĩ Đông Đào đã mang lại cho các bạn thêm 50 điểm nữa. Hiện nay đang có
70 điểm. Chúc mừng. Quý vị thân mến, cuộc đấu của chúng ta mới bắt đầu thôi. Vòng đầu tiên kết thúc rồi, nhưng vòng thứ hai hy vọng rằng đội tương tự của chúng ta sẽ cố gắng lên. Anh cố gắng gọt. Mà anh trông kỳ quá à. Còn bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ hai với tên gọi Ngôi nhà của sói. Vòng 2, ngôi nhà của sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Quý vị thân mến, chương trình Sàn đấu ngôi sao đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu thứ hai với tên gọi Ngôi nhà của sói. Dạ. Sói thì nó ghê lắm. Nó đang đói. Nó sẽ ăn tất cả mọi con vật trên cuộc đời này trừ con này. Con mồi chứ là làm gì bắt người ta. Con mồi tự nhiên bắt người ta. Quý vị, cứu thế giới, cứu thế giới, cứu thế giới, cứu thế giới. Trừ con này. Nhưng luật nó rất là đơn giản, dễ thương như thế này. Làm sao để không bị sói ăn thịt mà có điểm cho đội của mình nha. Ráng trả lời đúng, bên này không có điểm gì hết là mình lợi thế rồi, đúng chưa? Rồi. Rồi, cuộc đấu lượt thứ nhất bắt đầu. Xin mời đội chơi xem video clip. Ôi những dòng sông chảy ra biển rộng. Ôi những cánh cò bay giữa trời xanh. Như em như anh tình nồng thắm. Nhớ chăng ngày nào hai đứa yêu nhau. Bài hát vừa rồi tên là Cánh Cò và Dòng Sông, sáng tác của nhạc sĩ nào? Chúng ta có hai gợi ý: cánh cửa A, Hàng Châu; cánh cửa B, Đài Phương Trang. Bây giờ đó chính là phương án Hàng Châu. Có tâm phụt khẩu phụt chưa? Dạ rất phụt phụt. Mình đã không có điểm trong câu này rồi nha. Ráng lên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Xin mời video clip. Thương một người ở xa, một mình đôi mắt đỏ. Con thuyền đi sóng vỗ, sóng nước sao đôi bờ. Rừng tổ quốc mênh mông, sóng rì rào ca hát, tình yêu em dạng dào. Gợi ý của chương trình là như vậy thôi. Trong bài hát vừa rồi, Thương một người ở xa của nhạc sĩ Hoàng Phương, ca sĩ Vân Khánh vừa trình bày. Nhạc sĩ Hoàng Phương đã nhắc đến địa danh là một nông trường ở tỉnh Tiền Giang. Nông trường ấy có tên là gì? A, nông trường Phú Hưng, và B, nông trường Phú Đông. Tung 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 tung. Hey, hey, trời ơi, trời. Hey, tung tung tung. Hey. Trời, cửa công tử. Bà bảo bảo ra giùm cá mà đợi không? Phú Sa. Thương một người ở xa, một mình đôi mắt đỏ. Con thuyền đi sóng vỗ, sóng nước sao đôi bờ. Về nông trường Phú Đông, rừng tổ quốc mênh mông,
sóng sóng rì rào ca hát tình yêu em dạt dào. Quý vị thân mến, đáp án của chương trình đó chính là nông trường Phú Đông, với sự lựa chọn chưa chính xác là nông trường Phú Hưng của chú thằng lằn Tí Tẹo. Nhưng mình đã chạy được về đích rồi, cho nên sói không có điểm trong lượt này. À, và chúng ta chỉ còn một lượt cuối cùng nữa mà thôi. Và câu hỏi số 3, xin mời video clip. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thơm, la lướt về châu đốc dòng sông uốn quanh, soi bóng Tiền Giang cứu lòng. Đó chính là bài hát Dòng An Giang của nhạc sĩ Anh Việt Thu, có nhắc tới một cụm núi rất nổi tiếng ở Nam Bộ, đó là núi gì? Có hai gợi ý nha. A. Thất Sơn, B. Bà Đen. Mời các bạn. Với câu hỏi này thì hai chúng ta cùng bước lên để cùng mở cánh cửa thống nhất, để có một niềm tin vững chắc rằng chúng ta là người chiến thắng. Hay quá. Lên phía trước đi cùng nhau giành. Thiệt luôn á. Đẹp cái gì? Đứng im đó. Ủa khoan, luật của chương trình là chỉ được mở một cửa thôi. Mắc cái gì hai người mở hai cửa? Không phải, tại vì anh giống như hai anh em đồng lòng coi thử sao. Đồng lòng. Vì hai anh em rất đồng lòng cho nên MC được quyền đưa ra quyết định cuối cùng như sau. Đội con sói có 20 điểm. Trời đất ơi. Thứ nhất á là công chúa ta đã chưa được ra rồi. Đúng rồi không? Chị tự tin lắm luôn, hay là em chọn câu đúng để chị ra. Chị hẳn diện cái với bộ đồ của chị đang mặc. Đúng. Tại sao vậy? Thôi bây giờ mình làm lại, để mà mình lấy cái hình đẹp nhất, lung linh lộng lẫy nhất. Dạ làm lại đi ha. Đúng. Em làm lại bước đi ra. Mở ra. Đúng mở. Rồi vậy hình lại em bước ra. Vô chuẩn bị nha. Kính thưa tất cả quý vị, sau đây là bộ phim Beauty and the Beast. Quái vật chuẩn bị đón công chúa cuộc đời mình. Một, hai, ba. Châu đốc dòng sông uốn quanh, soi bóng Tiền Giang cứu lòng. Phá luật của chương trình, không có điểm ở trong lượt ba này. 20 điểm nữa trên cái đôi của mình. Ủa chắc em không bảo cổ, chắc em được điểm, em cũng trả lời sai. Cái này giống như chơi cộng may á quý vị. 50-50 mở hai cửa ra, cái nào cũng đúng. Rồi bây giờ đội của nhà mình đang có 70 điểm trong lượt này. Chúc mừng. Đội nhà mình đang bắt đầu vươn lên rồi, có 40 điểm. Đổi thân phận của hai đội chơi để đến với lượt của đội tương tự. Xin mời. Hoán đổi thân phận đã hoàn thành và bây giờ chúng ta sẽ là những người chơi, không còn là chú sói đói bụng muốn ăn thịt người ta nữa, mà bây giờ mình là hu cao cổ nhưng không cao lắm nha. Câu hỏi số 1 của chúng ta như sau. Bài hát nổi tiếng Anh ở đầu sông em cuối sông quá là quen thuộc rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Dòng sông được nhắc đến là sông gì? Phương án A, Vàm Cỏ Đông. Phương án B, Vàm Cỏ Tây. Có chơi có chịu. Đúng. Mời. Yên tâm đi, con gấu hải hay là con kiều gì đứa nào ở chân cũng không. Ủa, Vàm Cỏ Đông là câu A hay câu B? Câu A, Vàm Cỏ Tây là câu B. 2, 1, chạy đi. Tỉnh và mang lại 20 điểm dành cho đội tương tự nha. Chúc mừng. Chưa ngủ tiếp. Dạ, chị ngủ rồi.
Ừ, ngủ tiếp nha. Đây em mở chị nữa nha. Dễ thương. 60, 70, ngon à. Cố lên, cố lên. Cố lên. Câu hỏi số 2 của chúng ta sẽ có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta giữ hội vui. Trên sông dài, thuyền hoa sắc, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi như đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Đó là bài hát Thuyền Hoa gợi ý của chương trình ngày hôm nay dành cho đội chơi Tương Tưởng. Bài hát này nói về một đám cưới ở miền sông nước, rước dâu bằng thuyền. Vậy đây là sáng tác của nhạc sĩ nào? Có hai phương án nha. A là Hoài An, B Phạm Thế Mỹ. Đúng. Chúc đơn. Chúc đơn à. Ok. Chào. Cố gắng lên nha. Cố gắng thì chạy nha. Sói ơi, chuẩn bị nha. Hay là con sóc chết nữa. Ví dụ MC thấy người ta làm mệt quá thì ngưng lại, chứ cái gì bắt làm mệt chết. Ra thì cũng đã vồ được con mồi thì đã có điểm rồi. Tôi tính công bố nhưng không, tự nhiên vô cái câu hồ quảng. Ủa, quá trời quá đất. Tự mình à, trời bạn 20 điểm. Trời, cái này mắc nét mà đối với MC không à. Ờ, đáp án chính xác của chương trình đó chính là sáng tác này của Phạm Thế Mỹ. Nhưng mà thôi, gặp con sói một lần cho nó vui, đúng không? Chứ để mất công, con sói nó đói không, bên trong. Không, vui lắm đâu, mệt. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng dành cho đội nhà mình. Xin mời video clip. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Hey, biết rồi mà còn hỏi. Anh nói rằng anh đi văn câu. Thế có. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Phượng cùng với Đông Dương. Và câu hỏi chính thức như sau. Đây là sáng tác của nhạc sĩ nào? Chỉ có hai gợi ý thôi. A. Tô Thanh Tùng, B. Trịnh Lâm Ngân. Tác giả nghe cho kỹ mà chọn. Chứ không phải là quốc cửa nào là chọn cửa đó nha. Đông Dương nè, Hồng Phượng nè. Sói ơi. Câu A, câu B. Tác giả. Tác giả đúng rồi. Tác giả nào? Tô Thanh Tùng hay Trịnh Lâm Ngân? Đúng rồi, Tô Thanh Tùng. Này 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 là vị trí nhà của Tương Tưởng, cho nên sói không có điểm. Chúc mừng sói. Cái gì nhà còn dán vô nhà người ta không có điểm được thì thôi. Câu hỏi cuối cùng trong lượt thi đấu của Tương Tưởng, đáp án đó chính là nhạc sĩ viết ra bài hát văn câu đó chính là Tô Thanh Tùng. Hình như là anh bị lộn cái cửa phải không? Chứ không thôi là mình cũng đúng rồi. 60 điểm là điểm của đội Tương Tưởng. Chúc mừng. Và tạm thời đang dẫn đầu đội Tí Tẹo đang có 90. Và bây giờ cuộc đấu mới chính thức bắt đầu ở vòng cuối cùng với tên gọi đặt cược. Xin mời. Vòng 3 đặt cược có 3 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược.
và đòi đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm, trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược. Chúng ta đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao, và đây là vòng thi đấu cuối cùng dành cho hai đội chơi rất là dễ thương ngày hôm nay, đó chính là đặt cược và làm sao để có được lượt đặt cược. Sau khẩu lệnh bắt đầu của Minh Dù thì chúng ta sẽ nhấn chuông. Bắt đầu. Đó. Đội tin tưởng nhưng rất là tin anh. À, mình đã có cái lượt đặt cược rồi. Đầu tiên, câu hỏi thứ nhất, các anh chị muốn đặt cược bao nhiêu điểm? 20 đi ạ. 20 đúng không ạ? Rồi, câu hỏi của chương trình như sau. Anh Ba Khía trong bài hát cùng tên có nước da màu gì? Nước da nâu. Da nâu, vì sao anh xác định là da nâu? Cuộc sống đơn sơ. Trời, da nâu. Ủa, nó không có một cái lý gì luôn á. Đó là da nâu, chúc mừng. Hay quá à, cái gì cũng trả lời đúng hết á. Câu hát ở trong đây là: nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. À, chính xác, đội mình đã đặt cược 20. Chúc mừng đội nhà mình có 80 điểm. Thấy chưa, tiếc ghê chưa, thấy chưa. Rồi thôi, lượt mới bắt đầu. Hai. Hay quá kìa ơi. Trời ơi, trời. Gặp ra ngoài mà hết hồn mất vía luôn. 80. 80 thì để cho đội kia được bằng với em. Tụi em xin đặt cược 10 điểm. Để bên kia có được cộng 10 điểm sẽ bằng với nhau. Nó sẽ tạo cái sự kịch tính. Khoan nha, đi chơi chương trình mà cứ tính cái đường mình thua không à? Không. Tức ghê nơi rồi đó. Không phải, em tức em tính cái đường mình què điểm với nhau để coi ai sẽ là người chiến thắng. Hay, anh thích cái quan điểm này. Ngay cái câu hát đầu tiên của bài hát Tiếng Hát Chim Đa Đa đã nhắc tới tuổi của người con gái lúc hai người mới quen biết nhau đó. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Không có nghĩ. Ngày nào em tuổi 15. Mình nghỉ luôn đi. Vậy đâu rồi? Mình đang Hoàng Hải, người ta đang muốn làm tạo một cái kịch tính. Thôi dạ, em chưa biết gì hết, rồi ngay thôi trong trắng. Anh hát đi anh, anh làm đi. Ra thì cô gái này nè, được tiếng hát của một con chim đa đa. Được. Mỗi một buổi sáng, buổi sáng. Buổi sáng. Con chim nó hót cái kiểu. Nó hót sao? Nó hót. Ở trước cây đa. Hay quá. Cây đa đó rất là nhiều tuổi và cô bé thì chắc cũng bằng cây đa. 18 tuổi trăng tròn. Trời, ngang ngược vậy luôn. Gì vậy? Dạ, người ta nói là bắt đầu cái bài hát đi vô là bao nhiêu tuổi. Hiểu không? Anh hiểu không? Bắt đầu á, cái lúc mà bắt đầu từ khi mà sáng tác cái bài hát này á là tác giả là bao nhiêu tuổi? Không phải. Hết giờ, chốt đáp án. Nhiều. Dạ 15. Ngày nào em tuổi 15 rồi, đáp án chính xác. Chúc mừng. Thiệt sự cái câu này mà muốn trả lời sai thì cũng không được á. Dạ. Hàng triệu khán giả sẽ comment nói là tại sao cái bài này mà mình không biết, đúng không? Khi mà em làm gì đều có một cái sự tính toán. Hay. Và chiến lược. Hay quá. Em muốn cho bằng điểm với nhau để có một cái sự cạnh tranh. Hợp lý. Nhưng điều không hiểu được ý em, chơi chung mà như vậy đó thì làm sao mà có thể. Em có quyền tách đội. Đúng rồi. Em muốn đổi đội. Được. Vậy thôi, anh muốn chọn ai, muốn chọn ai. Em cứ đứng yên tại đó, em được quyền đổi đội. Đúng rồi, đi ra, đi. Thôi em, đi. Không, em chơi để em lấy giải em về chứ. Câu hỏi cuối cùng, lượt 3. Bắt đầu. Hey! Chúc mừng Quý Tèo. Đó, nói nghe nè, bây giờ sao bị tay trong hoài à? Không chịu, không cho lo tập trung à. Cái tao bắt mất tiêu à. Thật sự ra, nói đi Kiều. Nói gì? Trời, cược hết cho anh. Không, đúng, anh nghĩ là nên cược hết. Mình chơi lớn luôn hả? Mình rộng lượng lên, đặt trăm đó. Đặt trăm, chốt. Mình đặt sao cũng thắng bên đó, nhưng trả lời sai là mình thua bên đó. Trả lời sai là thua. À, nghe nói vậy cho em đặt 90 thôi. Để mà 10 điểm lại, nếu mình có gì chia gan đứa 5 điểm. Em sợ chụp hả? Ê, nó nghĩ là sao anh cứ tính mình thua hoài vậy? À, cái gì cũng vậy em. Trong bên nước cờ quân tử nó có những nút lùi. Cái gì vậy? Cái gì? Cái nút lùi, cái nút. Nó có nút... những cái bước lùi, dạ. Trời nên ơi. Nên lùi bước về sau để thấy em thua rõ hơn. 100 điểm. Lượt đặt cược cuối cùng ngày hôm nay có mang lại chiến thắng tuyệt đối dành cho đội nhà mình hay không? Hay
mình sẽ nhường lượt thắng cho đội tương tự ha. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre, nhạc sĩ Phan Ni Tấn, cô gái đã đi qua bến phà nào? Đáp án chính xác của chương trình rất là đơn giản, đó chính là Bầu Sang Phà Chợ Lách. Chợ Lách. 2, 3. Chút sao gì cũng thắng thôi, đạch miễu. Chính xác, chúc mừng. Cái này dễ quá mà. Bay năm đồng có Diễm Kiều luôn rồi. Em ơi, em có đi đò không? Dạ em có. Anh hỏi em này. Cuối cùng của Diễm Kiều đã kết thúc lại. Thôi thì Minh Xù sẽ trao cái cúp này cho đội chiến thắng ha. Trong giây phút này em muốn nói điều gì? Anh cũng không có lòng mắt. Cảm ơn Minh Xù chiến thắng này. Cảm ơn Kiều đã luôn tin tưởng Thái. Không sao, mình thắng rồi mà. Được rồi, cảm ơn. Khắc nha, cái nếp là giả trơn. Giả trơn nha, giả trơn nha. Đội nhà mình không thắng, nhưng hôm nay cảm giác như thế nào khi đến với chương trình? Dạ, em anh bên kia làm cho mình làm giống mình bình thường với anh cắt luôn nha. Dạ, nó giả trừng không kém nha quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay hai đội chơi rất là dễ thương. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã đến với sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay. Thank you. Còn bây giờ Minh Tú, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.